Chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của Vũ Duy Ô Tô. Vâng, cảm ơn quý vị các bạn đã đồng hành với Vũ Duy Ô Tô trong suốt thời gian dài vừa qua. Hôm nay thì em Vũ Duy Ô Tô lâu rồi. Vâng, thực sự là lâu rồi. Bên em Vũ Duy Ô Tô mới lấy được một con xe hay như thế này ạ. Vâng, đây là một chiếc xe 7 chỗ thương hiệu đến từ Nhật Bản, Nissan. Xe đẹp với 7 chỗ ngồi. Kiểu dáng thì nó hơi nhỏ nhỏ một chút, thuôn thuôn một chút. Nhưng nói thật các bác, đi cái dòng này nó lành bền vô đối luôn. Dòng xe này là dòng xe 7 chỗ, số tự động, máy chỉ có 1.8 thôi. Với tất cả các cái dòng xe hiện thời điểm này với 7 chỗ ngồi thì chắc chắn là khối động cơ của nó bao giờ cũng phải lên đến tầm 2.0. Thế nhưng mà tại em Vũ Duy Ô Tô với một chiếc xe Nhật Bản thì con này thì nó chỉ có dung tích xi lanh là 1.8. Tổng dung tích 4 quả xi lanh là 1.8 nên là mức tiêu thụ nhiên liệu của chiếc xe này nó rất là ít luôn. Chỉ có 7 lít trên 100 cây thôi. Các bác có thể đạp ga thoải mái luôn. Và dòng này là một dòng xe mà được các công ty hay sử dụng đi đường trường ấy ạ, cực kỳ nhiều luôn. Nói thì vậy nhưng mà ưu điểm của cái dòng xe này cũng khá là nhiều, nhỏ nhắn, luồn lách trong các cái chỗ chật hẹp rất là ok. Con này thì đảm bảo cho các bác là không có đâm đụng tai nạn. Vâng, không ngập nước. Máy số chạy cực mượt và lành. Và đặc biệt đây là một chiếc xe mà dáng nó hơi thấp. Vâng, khá thấp đấy ạ. Chiều cao cái đến nóc này các bác này. Chiều cao đến nóc này nó chỉ rơi vào khoảng chưa đến 1.5 m. Vâng, nghĩa rằng rất thấp. Một dòng xe chuyên dành cho chạy nội đô chứ không chạy cho các cái đường gọi là gồ ghề. Thế nên là ăn xăng rất ít, máy nhỏ, tiết kiệm. Vâng. Nissan Grand Livina 2011, xe đẹp. Và chiếc xe này em bán với giá lại rất là ngon. Vâng, chỉ bằng ngang những cái dòng xe số sàn của Toyota thôi. Đời 2011 mà giá lại rất rẻ, chỉ có hơn 200 là các bác sở hữu ngay con này rồi. Vâng, còn các bác nào thiện chí ra xem xe thì sẽ giảm cho các bác 200 lẻ nha các bác nhá. Thực sự là với cái giá tiền như vậy thì các bác mua xe cái dòng Nissan Grand Livina đấy ạ, thì các bác cứ chỉ tra trên mạng là các bác biết ngay là giá nó như thế nào rồi. Nhưng mà cái con này thì nó là số tự động đấy. Và xe gia đình chạy thì nó lành bền vô đối luôn. Đã có camera hành trình, camera lùi. Rồi nội thất chiếc xe thì được bọc lại toàn bộ bằng nội thất ghế đen pha đỏ. Rất là thể thao, trẻ trung, khỏe khoắn. Bề rộng của chiếc xe thì nó nhỏ hơn những cái dòng hãng xe ví dụ Toyota Innova chẳng hạn. Nó nhỏ hơn 10 phân. Thế nên là khi mà đi những cái chỗ nhỏ gọn ấy, thì cái dòng xe này phát huy tác dụng cực kỳ luôn. Và đặc biệt là cái con này thì nó gấp cái hàng ghế phía sau ấy ạ. Thì đây, úi giời, khóa điện rồi. Con này rất là thông minh các bác em, cực kỳ thông minh luôn. Nó sử dụng chìa khóa điện thông minh. Có cả đèn nổ start stop ngay tại chìa khóa này luôn. Thế bây giờ màn thì đèn nổ start stop ngay đây nhá các bác nhá. Em sẽ mở cái khóa của chiếc xe này để ta cùng xem. Đấy, mở nhẹ nhàng, mở khóa cái nhẹ nhàng cực kỳ luôn. Đấy, các bác nhìn này. Hàng ghế thứ ba hạ xuống là hàng ghế có hai ghế thì là hạ xuống. Các bác có một cái không gian để đồ quá rộng rãi luôn. Cái không gian như thế này thì gia đình nào mà nhỏ khoảng tầm 4-5 người ấy, các bác ngồi trên thì đằng sau này các bác để đồ đi dã ngoại picnic thoải mái luôn. Phần sườn ốp thì các bác nhìn ạ. Vâng, hệ thống các cái đinh hàn của xe dọc cột này đẹp luôn này. Cứng cáp luôn nhá. Và đều là sơn zin này. Chưa hề có một tí sơn ta nào ở đây. Đấy. Sơn rất đẹp luôn. Bản là chuẩn chỉ luôn. Ốc còn nguyên. Đấy. Các cái đinh hàn xung quanh xe này. Rất đẹp nha các bác nhá. Cản sau xe thì được gắn thêm cảm biến. Đấy. Cảm biến lùi này. Đây là các bác yên tâm. Các bác lùi lại cũng rất là ok luôn. Và camera lùi đây. Mắt 300k. Vâng, gọi là người ta gọi là 3k 4k cũng được. Em thì cái hay nói thế cho nó ok. Thế còn hệ thống khóa điện của chiếc xe này thì rất là nguy hiểm. Nguy hiểm là vì sao? Vì con này các bác đi thì chìa khóa là em cũng khuyến cáo là các bác lên đút đĩa quần.
Vì con này nó hay tự động khóa. Đấy, rất hay tự động khóa luôn. Nó là một chức năng an toàn. Nhưng với bác nào không biết thì đấy là một chức năng nguy hiểm. Vâng, rất an toàn. Mình chỉ cần tránh khỏi xe phát cái là nó sẽ tự động đóng mở rồi. Keo chỉ thì đẹp, zin. Đây là keo chỉ zin này các bác ạ. Đấy, chỗ này thì lôm nhôm tí này. Cái này bình thường thôi các bác ạ. Vâng. Theo năm tháng thời gian, nói thật với các bác chứ kiếm được một con xe chạy chục năm mà được như con này cũng phải nói là khó. Đương nhiên là không thể so với một số xe mà các bác giữ như kiểu thầy giữ ấn được, đi ít được, hoặc là có thể làm việc bảo tàng cũng được. Con này thì đi nhiều. Con xe này đi lăn bánh được hơn 20 vạn rồi. Là một mức cũng khá là nhiều đó. Thế nhưng mà được cái là đồ đạc các thứ nó còn ngon. Ví dụ đèn này, đấy, các bác nhìn đó, đèn rất đẹp. Bóng sáng choang luôn, đèn đẹp rồi. Đấy, các bác nhìn ạ. Vâng. Hệ thống đèn hậu đẹp. Còn đuôi thì nó hơi bị cảm giác nó cụt cụt một chút. Cụt là vì sao? Vì nó thiếu cái đuôi gió này. Cái này thì mua thêm tầm khoảng hơn 1 triệu nữa là được cái đuôi gió vào đây nữa thì lắp thì quá ok. Cái này là chủ người ta có sao để nguyên vậy nhá. Em chưa làm một cái gì cả. Vâng, thiếu cả cái giá nóc nữa. Nhưng mà cái này bình thường thôi. Vâng, bọn em mua về nó có vậy. Cho nên là bán cho các bác cũng chỉ vậy thôi ạ. La răng đúc thể thao. Đấy, la răng. Con này thì sử dụng la răng 15 inch, phanh đĩa hai bánh trước và cái đằng sau này thì là phanh tăng chống phăng cơ. Lốp con này sử dụng lốp 185 65 và đều 4 lốp. Và lốp của con này thì nói chung là cũng khá là mới. Vâng, cũng tầm được 3 4 năm rồi. Lốp này thì nếu mà bác nào có điều kiện thì bác có thể thay. Vâng. Còn không cứ để đi tầm 3 năm cũng được. Đấy, còn cua lốp này. Cua lốp đẹp và sạch sẽ luôn. Không lỗi lầm. Đấy. Lốp này lại như thế này. Con này thì nói chung là lốp thì em chỉ đánh giá khoảng tầm 7 điểm thôi. Không phải là lốp đẹp mà cũng không phải là lốp ngon. Nó chỉ vậy vậy theo thời gian. Thế còn la răng của xe thì được, không chảy xước. Đấy, rõ ràng, sạch sẽ. Đấy. Con này đi nhiều này. Con này đi, đây các bạn nhìn này, nhìn cái phanh đĩa này. Trước chủ cũ người ta cũng đi nhiều. Nhiều con lắm lúc mà bọn em mua về cái phanh này nó còn nó han zip vào cơ, gần như là người ta bỏ gara mà. Thế nên đâm ra là nó han. À, khó cửa đâu. Ái chà. Tôn dày. Tôn dày đấy các bác. Vâng, nói chung là chỗ này là xước sát, quẹt sơn xi lại không vấn đề gì. Cái này bình thường các bác nhá. Vâng, cái này rất bình thường. Tôn nó dày tầm này là ok này. Chứ nó không phải bình mịch nữa nhá. Kính còn zin nhá. Cái chuyện va quẹt là không tránh khỏi. Nhưng tôn vỏ như thế là ok. Vâng, cột keo đã keo chỉ đảm bảo cho các bác là zin. Vâng. Đây này, không là các bác này nhiều. Nhiều bác nói thật là chỉ cần nghe người ta cứ nói là đâm đụng ngập nước, em bao cam kết cho các bác. Đây đinh hàn của nó còn nguyên này. Sơn đây là sơn nguyên này. Đấy. Bên em thì bán hàng bằng uy tín và thương hiệu. Vâng, thế nên là các bác yên tâm rằng là bọn em làm trên cơ sở giữ chữ tín là chính. Thế nên các bác yên tâm. Vâng. Nội thất ghế thì khá là đẹp. À, cái bản lề này nó còn chưa ra này. Ốc còn zin nguyên. Đây các bác nhìn này. Đây các bác chỉ cần nhìn này là các bác biết này. Đấy, còn nguyên zin luôn nhá. Ốc còn zin. Đấy. Thế còn nội thất xe sử dụng da và nội thất bên trong của nó thì là sử dụng cao su thiên nhiên, khá là mềm. Chắc chắn. Đấy. Vô lăng thì cũng cầm nắm nhiều. Thế nên là nó cũng hơi có một số cái chỗ nó cũ mòn. Tuy nhiên là ok. Công tơ mét thì đang là 22 vạn. 21 vạn 9 và vô lăng rất nhẹ nhàng, trợ lái tốt và cái dòng này có túi khí an toàn cho các bác luôn. Đấy, túi khí an toàn đầy đủ, keo chỉ zin. Đấy, keo chỉ zin tất cả các cánh luôn. Cái này thì các bác yên tâm nhá, bao cam kết cho các bác, đảm bảo cho các bác. Và còn tapi đây. Đấy, tương đối theo thời gian. Và hệ thống cảnh báo rất là hiện gọi là hoạt động hoàn toàn bình thường luôn, rất là nhạy. À, tôn vỏ cabo rồi, chứng tỏ là tôn của Nhật nó khác, nó dày và cảm giác nó rất là chắc. Nó còn mặt này thì mặt mạ chrome này thì của nó sáng bóng và không hề có một chút gì gọi là chày hay là bọc lên nhá. Thế còn đèn này thì nó đã bị hấp hơi. Cái này thì bọn em xử lý đơn giản thôi, xử lý cực kỳ đơn giản cho các bác. Vâng, đèn đều là đèn zin, có cái hấp hơi thôi, không vấn đề gì. Hệ thống đèn gầm của chiếc xe thì là sử dụng bóng halogen và đây các bác nhìn này,
sơn si cản trước à, không lỗi lầm nhá. Vâng, đấy, sơn si cản trước đồng đều không lỗi lầm. Xe này thì cứ đảm bảo cho các bác là không có đâm đụng ngập nước rồi, thế là các bác yên tâm. Đấy, keo chỉ đây. Và cửa này. Đấy, cái cửa nó rất là chắc dày. Đấy, sơn si căng. Đấy, keo chỉ này. Đấy, nhìn chỉ keo đây. Tapi sạch sẽ. Vâng. Và con này là xe máy của Nhật mà, nên nó lành bền vô đối, túi khí an toàn này các bác ơi. Xe này thì không có taxi dịch vụ nữa nhá. Vâng, không hề có taxi dịch vụ. Nhiều bác cứ bảo để em hạ cái ghế này xuống tí mình ngồi bên trong review một lần. Đấy. Nhiều bác cứ bảo là sao mà xe nó lại như thế mà chú bán lại rẻ vậy. Không, giá đấy thực tế nó không rẻ tí nào. Nhưng mà bọn em thấy một con xe ngon như thế này không tội gì mà không mua. Thế nên là bất chấp mua giá cao tí cũng được, máu tí. Vâng, cái con cảm này các bác nhìn gầm này. Đấy, các bác nhìn gầm ạ. Vâng, rất đẹp luôn. Gầm không lỗi lầm nhá. Gầm đẹp không hề lỗi lầm luôn. Em được quay chân thực luôn. Đấy. Chứ còn nói là các bác thì nhiều chỗ là các anh em là không dám quay gầm luôn. Vâng, mình có sao bán vậy mà. Thực sự là lượng khách của mình quá đông. Các bác nào mà quan tâm đến kênh của em thì các bác biết rồi. Nhiều lúc gọi cho em là không thể được luôn. Vâng. Vì là nghe hết cuộc này đến cuộc khác. Hệ thống nhân viên tư vấn thì cũng có hạn. Đấy, hạn về số lượng. Còn đâu mở rộng thì em sẽ tăng lượng nhân viên tư vấn lên. Đấy, bàn đạp phanh của xe vẫn còn nuột là luôn, vẫn còn mới nhá. Đấy, chưa hề có mòn nhiều. Đèn ổ thì con này rất là hay, có một cái chức năng rất là hiện đại. À, xe đang không nổ máy các bác nhá. Vâng. Em nổ này, ấn vào cái chữ hôn này. Nổ này. Đấy. Máy nổ quay kêu, bốn bánh quay đều. Coi hả? Đấy, coi kêu, bốn bánh quay thì mình ngồi vào trong là mình chạy thôi. À, bây giờ ta sẽ đến khoang máy đã. Đấy. Nói chung là xe thì có một số chỗ chi tiết nó cũ theo thời gian thì cái này không tránh được các bác nhá. Còn đâu về chất con này thì phải nói là khá là lâu rồi có một con xe chất như thế này. Vâng, chất nên là giá tiền nó chỉ 258 triệu đồng thôi. Đây. Động cơ của chiếc xe là động cơ 1.8, mức tiêu thụ nhiên liệu vừa ít vừa tiết kiệm, mà máy số này là dòng máy Nissan 1.8 này nó rất là lành. Máy Nhật bền và máy rất là ổn định. Sửa chữa những cái chiếc xe như thế này thì cũng khá là dễ dàng, không mất nhiều chi phí, không tốn kém. Còn ắc quy của chiếc xe là sử dụng ắc quy Pinaco. Còn các bác nhìn này, sơn ngang đây. Đấy. Tai đèn đồng đều đẹp, sạch sẽ, không lỗi lầm. Một chiếc xe cứng cáp và thương hiệu Nhật thì các bác biết rồi, bền lành vô đối luôn. Nissan Grand Livina, xe đẹp. Đấy. Con này thì đảm bảo cam kết cho các bác là máy số chạy cực ngon nhá. Và máy còn không hơi thừa. Hơi thừa hay không thì đây em đã chống cabo rồi. Bây giờ ta sẽ cùng xem hơi thừa. Cái dòng này thì vặn cái này nó hơi khó, hơi chặt, các bác thông cảm. Thực sự là hơi chặt luôn đấy. Thôi cái này thì tí nữa em sẽ kiểm tra cho các bác thì sẽ mở khi mà về nhà. Và đây là các bác này, dầu dầu vàng sóng sánh nhá. Và không hề có hơi ở dưới cái lỗ thoát dầu. Đấy, cái đấy là cũng rõ ràng rồi chứ chưa cần phải đánh mở lắp máy. Máy rất êm và nhẹ nhàng luôn. Tiếng máy êm nhẹ, không hề có gằn. Xe này thì đẹp rồi, máy không bỏ. Zin đét đẹp. Đấy. Thực sự là một chiếc xe ngon như thế này thì không mua thì thực sự là phí. Vâng, những ai mà quan tâm đến mẫu xe đẹp và chói lóa như thế này thì hãy alo ngay cho Vũ Duy Auto. Vâng, số điện thoại của em là 0869158926. Nhiều lúc thì kiếm được con xe ngon cũng khó, nhưng mà nhiều lúc có con ngon hẳn ấy, thì nhiều bác lại cứ chê. Các bác tính toán nhiều quá, các bác xem kỹ quá, cuối cùng là vuột khỏi tay. Ví dụ như con Captiva chiều ngày hôm qua thôi, em đã bảo rồi, bác thích thì bác phải cọc, bác đến bác xem sớm. Không, anh
cứ để cho người ta xem, nếu mà ấy tùy duyên gặp ngay phải ông máu lửa, ông cọc một phát từ trong Đồng Tháp ông cọc ra, thế là thôi, xong xẻng, xe đã về Đồng Tháp. Vâng, đấy, Captiva bán nhanh như vậy cơ mà. Chứ còn các bác phân vân là chỉ có mất hình thôi. Một chiếc xe Nissan Grand Livina 2011, xe đẹp, cứng cáp, máy gầm ngon đại chất, và đóng cửa phát thì không nghe thấy tiếng máy luôn. Đang có mặt tại Vũ Duy Ô Tô. Đấy, con này thì có thêm cả màn hình có định vị này, xem nào, định vị rồi. Navitel. Em là hay thích cái món định vị này, vì các bạn là bây giờ mình hay đi đâu ấy là nó phải có hướng, có đường hết. Thế nên là mình như thế này, mình tìm thì nó sẽ yên tâm hơn. Đấy. Em đang ở cái chỗ này này các bác ơi. Đúng rồi, mình đang ở đây, nhưng mà nó đấy, có cảnh báo tốc độ cho các bác nhá. Thế còn camera lùi rồi. Đấy, xịn sò cho các bác. Đấy, máy rất êm. Gần như là khi sang số các thứ là không nghe tiếng máy. Báo công tơ mét, báo đồng hồ. Đấy, rất là hiện đại, nhiều chức năng. Đấy, camera lùi thì là camera tiến, nhưng là sử dụng cam khá là xịn. Vâng, cam 360 độ thể thao. Những ai mà yêu thích chiếc xe này thì mời các bác hãy đến với Vũ Duy Ô Tô tại Thủy Nguyên, Hải Phòng. Cảm ơn các bác đã theo dõi và quan tâm. Đấy, nhả số ra phát nó nhẹ như lông hồng luôn, đi cực kỳ nhẹ luôn các bác. Vâng, xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Và chúc các bác đến với Vũ Duy Ô Tô tìm cho mình được những chiếc xe yêu thương. Cảm ơn.